Xin chào toàn thể tất cả bác, trở lại với kênh YouTube của Hoàng Nam JBL. Thì ở clip này em sẽ lên sóng để giới thiệu cho toàn thể tất cả các bác một cặp phun đôi 4 tấc dòng 5 series. Thì đây là một trong những dòng phun đôi 4 tấc cao cấp của JBL, sử dụng công nghệ từ leo Rium. Thì sau đây đi vào chi tiết của cặp loa này, em xin phép được giới thiệu cho toàn thể tất cả các bác. Đây là nội thất ruột gan em đã tháo ra rồi để quay cho toàn thể tất cả các bác nắm rõ hơn. Sử dụng 4 quả bát, đó là 265H-1, công nghệ từ leo rất là nổi tiếng trong những cặp loa cao cấp hiện nay của JBL. Thì đây là số màng loa trong tình trạng còn rất là đẹp, nguyên bản. Và em sẽ đi chi tiết để các bác có thể nắm rõ hơn. Đây là côn nhện trong tình trạng các bác cũng có thể thấy được rằng là rất là đẹp và không bị nhăn nheo một chút nào. Và đây là nội thất bên trong bông tiêu âm cũng như là phân tần, các bác nhìn thấy rõ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào chiếc bát thứ hai các bác nhé. Vâng, đây là chiếc bát thứ hai. Các có thể thấy. Và đây là quả tép. Chúng ta đi vào chiếc bát thứ ba. Đây là 265H-1 số series đây. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết côn nhện. Đây là phần tần và bông, sử dụng bông tiêu âm màu là nông chuột. Đây là chiếc bát thứ tư. Đây, các bác để ý này, toàn bộ là triển 76 76. Đây là 76. Đây, 76. Toàn bộ là trùng đôi trùng cặp. Tình trạng thì bên ngoài là đẹp xuất sắc, không có một chút cấn móc xước sát nào các bác ạ. Để các bác nhìn toàn bộ vùng đầu sát cạnh, không có một chút cấn móc xước sát nào cả. Theo cánh chim trời. Và ê căng em tháo ra rồi. Và ê căng thì còn đầy đủ tem giấy các bác nhé. Này các bác nhìn tay sách rất là đẹp. Đây phía trên này thấy rõ. Hình thức bên ngoài thì 96-97%. Còn bên trong thì bao zin cho toàn thể tất bác rồi. Trái tim đau quặn thắt. Đây là một trong những phân khúc MRX525 phun đôi 4 tấc của JBL, dòng đời 3 số đời cao cấp từ leo, sử dụng công nghệ Neodium, rất là nổi tiếng trong những dòng loa cao cấp hiện nay của JBL. Thì thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ Hoàng Nam JBL qua số điện thoại 077 922 8891 để em gửi thêm chi tiết hình ảnh cũng như là tư vấn cho toàn thể các bác. Nếu mà các bác có nhu cầu về tất cả các sản phẩm hoặc là bất cứ một cái gì mà các bác thắc mắc thì các bác cứ alo cho Hoàng Nam Audio, em biết cái gì em sẽ giải đáp cho toàn thể các bác nhé. Thì cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi ủng hộ Hoàng Nam JBL trong suốt thời gian vừa qua. Và các bác đừng quên cho Hoàng Nam Audio và Hoàng Nam JBL một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nhé. Bấm một nút chuông để theo dõi những video clip về những sản phẩm mới sắp tới cập bến của bên Hoàng Nam JBL và Hoàng Nam Audio. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip sau. Cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều.